Hello, 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 hello everybody, welcome to HLVKT. Chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh HLVKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game chưa bao giờ là hết chán nha các bạn ơi. Mà không biết bản này chừng nào anh em Việt Nam mới lụm được về và mở Paris ngon ngon cho anh em chúng ta chơi ha. Đây là con Đại Chiến Nhẫn Giả, phiên bản Việt hóa luôn nha các bạn ơi. Wow. Ngày xưa có bản này bên Milu ha. Ôi ôi, ta nói lúc đó ta nói ngon lành, đâu có như bây giờ. Bây giờ thì nó cực kỳ chán các bạn ơi. Rồi thì đầu vô thì như bao game khác phải chạy cái nhiệm vụ tân hữu nha các bạn ơi. À, ngày xưa quay cái này là miễn phí đồ hả, của bản Milu đồ này nọ. Trời ơi, giờ thì chơi mấy bản này giờ không còn bản nào hết, còn đúng con bản này à. Anh em nào có bản Đại Chiến Nhẫn Giả nào ngon ngon gửi dây heo up cho anh em khác chơi chung với coi. Đến giờ chỉ biết có mấy bản này thôi các bạn ơi. Rồi, ok, đầu vô thì chạy nhiều vòng. Vậy chắc chúng ta lướt qua cái phần nhiệm vụ tân hữu này đi ha. Phút này chạy nó cũng hơi bị lâu á. Hình như được nhân 3 đúng không ta? Nhớ là vậy. Rồi chạy xong hướng dẫn tân hữu đầu hết thì đây, nhận quà, nhận quýt đồ này ha. Nói chung thì cũng chưa có chạy xong đâu, nhưng mà đây điểm danh ha. Rồi ở đây chúng ta có hoạt động nè. Đây điểm danh 2 ngày rồi. Đây ngày 1, ngày 2 đồ nhận điểm nè ha. Đó, ngày ngày 1 là có vé, có điểm, có kim cương, ngày 2 cũng có vé, có điểm, kim cương. Ok ok, game này ngon hơn rồi nè các bạn ơi. Đây là quà VIP. Đấy, kim cương rồi điểm shop các kiểu. Ok, Phi được VIP 8. Còn muốn lên nữa thì hàng ngày ở đây. Đây 400 điểm nha. Mỗi cái là được 100 điểm. Mỗi ngày là chúng ta sẽ được 400 điểm A-ship VIP. Đó, mấy cái này thì méo có đâu. Wow, admin không có đưa lên thêm các bạn ơi. Rồi trung tâm feed code. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhập code ha. Đâu rồi, code hôm qua heo quăng ở đâu rồi, đợi tí đi kiếm lại coi. Code thì nó cũng là mấy cái code cũ rồi các bạn. Tại con này nó không có update code mới. Quà đồ này nọ thì nó sẽ bỏ ở trong cái đây, ok. Nó sẽ bỏ hẳn vô hư ha. Nên là có lên fanpage tìm thì nó cũng không có đâu. Nào nó có event gì thì nó gửi hẳn quà vô trong hư của nhân vật thôi. Obito đồ ha. Obito đồ ha. Đó. Rồi bây giờ tới 40 cái code Hinata. Từ cái đó thì anh em các heo lấy 5 cái code đầu thôi. Còn 35 cái code sau thì anh em tự mình vào hay là gì nhập luôn ta. Nếu nhập luôn thì con Hinata lên cũng được full đó. Nhưng mà các bạn copy thì đừng có copy luôn cái khoảng trống là được rồi. Thôi 5 cái đầu thôi. Đây con này Hinata nè ha. Đó, rồi Sai nè ha. Rồi Obito, ok. Bây giờ phải quét lên level 10 cái đã. Các bạn chơi thì chạy từ từ lên level 10 ha. Mấy con Bri đó chúng ta cũng có thể lên được level 10 đó. Nhưng mà ok, shop mở chưa? Đây đấu trường hả? Đậu xanh đó. Ôi kìa, sao không bấm được cái này? Trời ơi, có mấy thằng để đánh kìa, chán chưa. Ui, nhưng mà cái kỳ chơi cái bản kia ngon nha. Giờ không ngon lắm nữa rồi. Ngày shop, à shop lên level 12 hả? Rồi, ok luôn. 11, vậy là phải mua thể lực thêm một lần nữa. Ok, đã mở shop. Ra ngoài nào, đây shop. Rồi, shop đồ quá trời luôn. Ok, shop này shop báu vật nè ha. Rồi, ở đây thì chúng ta có shop điểm này. Tại vì anh em, ôi, tiên nhân Naruto ở đây luôn hả? Ồ, shop này có nhiều con để mua nè. Obito lục đạo cũng ngon nè ha. Tiên nhân Naruto thì cũng được. Toren cũng ngon. Usuke gì cũng ngon. Không, còn Sasuke The Last này không ngon. Rồi, tiên nhân Naruto đi ha. Với lại con này hình như là 30 hồn là được một con đó. 30 là khoảng 3.000 hả? Đúng rồi, 30 là 3.000. Ok, mua đi. Đây Obito, rồi Naruto, rồi Tore, rồi Obito. 20 rồi, 20 rồi. Ok, Obito 200. Tore tiên nhân Obito. Ê, hên quá, vừa đủ luôn. Đó, nhưng mà cái này các bạn đừng có mua kiểu như heo nha. Heo mua kiểu là trải nghiệm á. Để mấy ông mua như tôi là coi như là chơi nó không có được ngon lành gì lắm đâu. Obito lục đạo, Boneri. Rồi ở đây mình còn điểm trong cái shop này nữa. Shop này thì tùy anh em muốn mua con nào thì mua ha. Đó, này mua được bằng kim cương nữa. Rồi. Còn đây chúng ta có vòng quay nè ha. Đây, vòng quay thì hên nó sẽ ra được vé nạp ha. Mà hình như là mỗi tuần là được nay là mỗi tuần được 5 đô á. Vào cuối tuần. Nhớ mãi mãi là vậy. Rồi, con này thì quá quen thuộc với nhiều anh em rồi ha. Đó, anh em nào có chơi thì có thể tải về mà trải nghiệm ha. Đây, Obito. Tại vì có thì mình xài thôi, cây nhà lá vườn nè ha. Đó. Giờ mình thiếu một con đúng không ta? Đúng rồi, mình thiếu một con. Thiếu con thì mình ra ngoài shop Hokage mình mua. Lấy con Hashirama để làm tướng tăng hả ta? Coi trước. Con này yếu lắm. Hashirama được nè. Tobirama nè. Lấy Hashirama đi chứ. Ôi, mà game này có con tướng mới không ta? Không, vẫn mấy con tướng này thôi. Ok, mấy con tướng đó hình như nạp mới có đó. Đây, 30 mảnh là được rồi. Chủ yếu là nó có cái đội hình thôi. Còn không thì các bạn có thể mua con Itachi. Mà Itachi không phải là tướng tăng. Ở dưới đã đủ, bây giờ mình mua ở trên. Ở đây là một hình thức đi phá nè, phá xu, phá điểm nè. Đây, đây, Itachi, rồi Hashirama, ok. Đây, rồi mấy đứa ra hết cho mấy anh già vô thể hiện nè. Đây, bỏ con này ra đi. Rồi. Không có con tướng tăng là hơi yếu rồi. Chán ghê chưa. Không có tướng tăng là sai lầm. Chịu. Ôi Obito được 5 sao luôn. Ôi hay. Rồi rồi rồi, tướng tăng đi đời nữa. Ghê 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 ghê. Ok. Rồi đệ nhất lên đường. Đệ nhất lên đường. Đó Naruto. Ừ đúng rồi, mà chưa mở mấy cái kỹ năng sau mà. Nó mới có một kỹ năng mặc định đầu à. Trời ơi quên. Rồi nhốt mày lại là ngon lành rồi con ơi. Rồi Susanoo không? À không. Rồi xong đi luôn. Này là mới level 1 đồ thôi đó. Rồi, vậy mà hắn à. Tính ra con Obito ngon hơn hả ta? À, không, nó không có đam các bạn ơi. Rồi, chết ngắt rồi. Ôi, ôi, ôi. Rồi, làm xiên thì nâng nó lên thôi. Đó, rồi vô trải nghiệm. Chưa nâng gì hết nè. Đó, tiên nhân là ở phút sau là... Ôi, lên cấp 2 là chúng ta sẽ có được cái gì đa trọng ảnh phân thân nữa hả? Ra sen găng nữa nè, chế độ tiên nhân nữa nè, hiền nhân nè. Đó. Rồi đây Susanoo nè, Susanoo nhất kích nè, rồi Yumi nè, Mageko gì nè, đó rất nhiều luôn. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.